hôm nay giới thiệu với các bạn về một cái căn bệnh, đấy là căn bệnh quai nặng. Thế khi mà đại đa số đấy là khi ta mới sửa chữa xong ấy là ta quai cái máy nặng. Thế cái máy nặng ấy là có mấy nguyên nhân như sau. Cái thứ nhất là cái giảm áp này ấy, hắn đạp không tới, đạp không tới, hoặc là hắn đạp tới thế nhưng mà ít, thì ta điều chỉnh hai cái con ốc này. Cái ốc bên trong này đấy là dùng cái cây lê 12, còn cái ốc bên ngoài là dùng cái cây lê 24. Ta vặn đến khi nào mà ta đẩy như này một cái khoảng dài như này là ta quay sẽ nhẹ đấy. Còn mà ta chỉ nhích được một tí thôi thì là anh mở rất ít là anh sẽ nặng, hoặc là cái này mà lỏng quá đấy là cũng không được. Thế nhưng mà nếu mà ta chỉnh, bởi vì cái ti bên trong này, ở trong có một cái búa là cái búa nó đặt lệch tâm, thế cho nên là khi mà ta chỉnh mà thằng này lúc nào cũng cứng thì là cái này lúc nào nó cũng tì vào xúc bắp là máy không nổ. Ta phải chỉnh làm nào để anh có một cái khoảng đấy, có một cái khoảng này ấy, là lỏng. Anh như này có nghĩa là cái đuôi xúc bắp anh không tì vào cái búa đấy. Đến đây là bắt đầu tì vào búa, thì cái hành trình từ đây đến đây là anh sẽ đạp búa xuống đấy. Thì cái cách ta, nhưng nếu mà anh đạp sâu quá đấy là khi ta quay là ta nghe cái tiếng lóc cóc đấy, là dù cái búa này đạp sâu quá thì cái xúc bắp vẫn đụng vào trong cái quả piston đấy. Cho nên là ta phải chỉnh cái này làm nào để hài hòa. Cái thứ nhất là phải có một cái khoảng này, khoảng không này. Cái thứ hai là khi anh đạp anh chỉ cần đạp một góc khoảng 45 độ đấy, một góc khoảng 45 độ thì là chuẩn. Đây là trường hợp là quay nặng do cái giảm áp không chuẩn. Cái nặng thứ hai là do dầu nhớt không lên. Mà do dầu nhớt không lên đấy thì là cơ bản nhất là khi ta mới sửa chữa xong ta quay mà dầu nhớt chưa lên, ta phải kiểm tra xem nó lên hay chưa. Muốn kiểm tra được thì ta nới cái con ốc này ra đây, từ bánh đà lên, từ bánh đà lên, ở bánh đà có một con ốc và ở đây một con ốc. Thế khi ta quay tay, quay mãi mà dầu nhớt không lên đây, ta mở ra như này. Đây hiện nay là tôi đang khóa chặt như này, bây giờ tôi mới nới ra, bắt đầu tôi quay. Quay mãi mà dầu nhớt không lên đây thì coi như là dầu nhớt chưa lên. Mà dầu nhớt không lên đấy thì hắn có nhiều trường hợp, một là tắc đường dầu nhớt, hai là dầu nhớt không đủ, ba nữa là bơm nhớt kém. Mà cơ bản nhất là cái bậc ống bị hở, tức là cái bậc ống mà lắp vào trong cái trục khuỷu đấy là phải khít, nếu mà không khít là dầu nhớt không lên đây đấy. Thì đấy là trường hợp quay nặng thứ hai. Trường hợp quay nặng thứ ba là bản thân khi ta lắp cái trục khuỷu ở đây là cái mặt tròn đấy là ta không kiểm tra lại mà hắn bị chặt, thì ta quay cũng rất nặng. Mà khi lắp cái trục khuỷu là ta phải lắp làm nào đấy là cái trục khuỷu là không được chảy vào chảy ra, thế nhưng mà cũng không được chặt quá, ta phải cầm tay này ta xoay được là mới được. Thì khi ta quay ấy là ta loại trừ cái trường hợp tức là vô cái trục khuỷu. Trường hợp quay nặng thứ ba nữa đấy là cái bạc pin. Cái bạc pin khi ta lắp vẫn không chuẩn, có rất nhiều cái trường hợp tức là ta lắp ta vẫn lắc ngang lắc dọc này được, thế nhưng có điều ấy khi quay là nặng. Nhưng mà vì là quay đến một cái mức độ nào đấy do cái trục khuỷu không không tròn, cho nên là đến một cái chỗ nào đấy là hơi bị vướng mắc lại. Thì cái trường hợp đấy khi ta quay tay ấy, ta giảm áp này ta quay tay là ta biết được, thấy chưa? Đến cái chỗ nào đấy bị nặng là chắc chắn là do cái bạc pin. Mà bạc pin đấy chủ yếu là do cái trục khuỷu bị méo, anh có thể là hình ô van hoặc là anh có thể là hình cồn. Thì cái trường hợp đấy là ta phải kiểm tra lại trục khuỷu đấy. Một cái trường hợp quay nặng thứ tư nữa ấy, đấy là cái trường hợp là hôm nay ta làm việc cả ngày nhưng đến mai ta quay rất nặng đấy.
cái trường hợp này là loại trừ tất cả những cái trường hợp tôi nói trên, mà cái trường hợp này là mình phải nghĩ ngay đến là cái bộ xăng măng bị bó. Có nghĩa là ta hôm nay ta làm việc bình thường, nhưng mà đến mai ta quay nặng, quay nặng mà quay đến mức độ tức là hắn nổ được thì hắn lại làm việc được. Đấy, nhưng mà hắn làm việc là cũng không tốt, lúc thì sặc khối đen, lúc thì sặc khối trắng, lúc thì thế nọ, lúc thế kia mà tải thì mất. Thì cái trường hợp đấy là cái trường hợp bị bó xăng măng. Mà cái hiện tượng gây nên bó xăng măng nó có hai trường hợp. Một đấy là do dầu phun dầu của mình kém cho nên là khi ấn nổ lăn lắm muội ấn bó. Cái thứ hai nữa là ấn hở xác măng với lại xi lanh hở ra dầu nhớt bị bơm lên trên buồng đốt. Mà cái khi bơm lên buồng đốt là cái dầu nhớt đấy cháy dở cháy giảm đấy là ấn bó và xác măng đấy. Mà đã bó xác măng quay rất nặng, nhưng mà cái trường hợp bó này đấy tôi nhắc lại đấy là trường hợp hôm qua mình làm việc tốt nhưng hôm nay mình quay mình thấy nặng thì đấy là trường hợp bó xăng măng. Thì tôi vừa giới thiệu một số các cái bệnh mà quay máy nặng